Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học thì trong lớp em rất là quậy, còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rù đi học, bị ép đi học, vô lớp nào cũng cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. À, nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau, hai đứa cũng có quen bồ là 1 năm rưỡi đó. Thì sau khi giờ chia tay á, thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là: ủa, mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời: ủa, tao đâu có thân với mày đâu, tỉ mày lên rồi thăm tao, ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả, chồng em mới kêu là: không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày đó. Xong rồi cái em mới kêu: ừ rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là: ê, ông, tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Thì Trời em bệnh nghĩ mà là sao chắc uống trà mua sữa? một hai trái chuối vậy thôi, mà không ngờ mới mua một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em, tưởng lau chùi em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn.